Ngày 10 tháng 6, Đảng bộ xã Mỹ Hòa đã tổ chức đại hội đại biểu xã lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đinh Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã đến dự chỉ đạo đại hội. Đảng bộ xã Mỹ Hòa hiện có 214 đảng viên sinh hoạt tại 8 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Mỹ Hòa đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ 23 đã đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc độ phát triển kinh tế năm sau cao hơn năm trước. Tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ tăng 15% lên 20%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 10,32%. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đạt được nhiều thành tích cao. Chất lượng y tế, giáo dục được củng cố. Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Đội ngũ cán bộ từ xã đến xóm ngày càng được đào tạo, rèn luyện và trưởng thành. Lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền ngày được nâng lên. Với quyết tâm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, chủ động sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đại hội đã tập trung thảo luận, xây dựng nghị quyết phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương. Trong đó nhấn mạnh đến việc phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với chế biến, đồng thời làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đinh Anh Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời gợi mở nhiều định hướng để địa phương nghiên cứu, thể chế hóa vào thực tiễn. Về phát triển kinh tế, cần tập trung đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là lao động nông thôn phù hợp với nhu cầu chuyển dịch kinh tế. Cơ cấu lao động, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ xóm nhằm đổi mới nhận thức, điều chỉnh tác phong lao động, sinh hoạt, sản xuất, hướng đến nền kinh tế xanh với chất lượng nông nghiệp xanh, đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên với chuyên môn sâu phù hợp đáp ứng được phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đặc biệt phải gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm, phấn đấu xây dựng thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm. Về xây dựng nông thôn mới, cần duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, xây dựng kế hoạch chi tiết, huy động sự vào cuộc tích cực tự nguyện của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trên địa bàn để bước vào xây dựng nông thôn mới nâng cao. Lĩnh vực văn hóa xã hội, phấn đấu nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, phấn đấu xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập bằng nhiều hình thức thiết thực hiệu quả, trang bị kiến thức, chuyển biến nhận thức để thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức quản lý giáo dục, chăm lo nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt chính sách dân số gia đình và trẻ em, tiếp tục đảm bảo an ninh quốc phòng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Trọng tâm là cấp ủy đảng, chính quyền các cấp phải chủ động, cần tăng cường triển khai các giải pháp để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, quan tâm và đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo gắn với phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục xây dựng và thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Với tinh thần tập trung dân chủ, đại hội đã bầu ra ban chấp hành đảng bộ xã khóa 24, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ huyện Tân Lạc lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025.